Đông Thành mến chào quý vị khán giả đến với chương trình Sổ Tay Nội Trợ. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì là Đông Thành chuẩn bị món ăn khá ngon, hấp dẫn và món này đặc biệt rất là hợp với những ngày nắng nóng. Mưa cũng ngon nữa quý vị, nhưng mà món này phải bỏ ở ngăn mát tủ lạnh thì lại tuyệt vời hơn nữa. Và có một cái hương vị rất là đặc biệt và một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời của món ăn này. Nhưng mà quý vị, mỗi chương trình của Sổ Tay Nội Trợ thì chúng ta lại được giao lưu, được gặp gỡ với một nghệ sĩ. Nhưng mà ngày hôm nay không thấy nghệ sĩ đâu, có mình Đông Thành ở đây thôi. Dạ có đây, phụ bếp tới đây. À, phụ bếp. Dạ. À, phụ bếp chào quý vị khán giả của Sổ Tay Nội Trợ đi ạ. Dạ. À, Tú Sương xin được phép kính chào quý vị khán giả của chương trình Sổ Tay Nội Trợ. Lời chào thân thương và trân trọng nhất. À, Đông Thành có thể giới thiệu là hôm nay Đông Thành nấu cho Tú Sương với lại mọi người xem là cái cách nấu như thế nào và món gì không ạ? Đó chính là xà lách, sò điệp và trứng muối. À, xà lách, sò điệp và trứng muối. Trứng muối. À, Đông Thành có thể nào mà chỉ dẫn cho Tú Sương cùng với lại quý vị khán giả ở đây có được không ạ? À, đầu tiên thì là Thành có xà lách. Salad quý vị có thể là chọn là salad rất là nhiều loại, salad xanh, salad bắp và salad tím để có màu sắc cho đẹp. Bên cạnh nó ớt chuông thì xào với thịt bò rất là ngon, nhưng mà nên mình làm salad có sò điệp rồi không có thịt bò. Như vậy có ớt chuông thì là ba màu, màu xanh nè, màu đỏ, màu vàng và có hành tây tím nè. Rồi bên cạnh đó mình có bánh mì mình chiên để cho tạo cái độ giòn của salad và một ít lá quế chiên giòn. À, sò điệp thì chúng ta có rồi, trứng muối thì là để tiết kiệm thời gian thì Đông Thành đã đập ra và hấp. À, bắt đầu từ nước sôi Thành hấp 10 phút thì trứng muối đỏ như thế này. Yeah. À, không phải chờ đợi nữa. Rồi bây giờ đây là sẽ có là mật ong nè, rồi dầu ô liu và chanh dây. À, chanh dây. Đúng rồi. Theo Sương thấy thì mật ong thì cũng tốt cho sức khỏe nè. Rồi chanh dây thì nó có chất vitamin C. Thì cho Sương hỏi thêm, ví dụ chanh dây là mình dùng để nước chấm hay là mình làm như thế nào để món ăn nó có cái thêm vị bổ hay như thế nào? À, có thể giải thích thêm cho Sương không ạ? À, rất là dễ. Là chanh dây này thì mình sẽ làm một cái loại sốt chị. Loại sốt mình sẽ kết hợp với lại chanh dây có vị chua nè, kết hợp với lại mật ong có vị ngọt nè. Thay vì mình bỏ đường thì đường rất là ngán quý vị, mà đôi khi mình quậy không quen thì nó sẽ không tan ở dưới con đường. Bắt đầu thực hiện thì đầu tiên thì Thành sẽ mang bao tay vào. Có cần Sương phụ gì không? À, chắc là để cần chị Sương phụ làm cái phần nước sốt, mà tí nữa cần chị Sương phụ sẽ làm cái phần nước sốt. Bây giờ Thành sẽ mang bao tay vào để Thành salad thì món này mình bỏ tủ lạnh thì là mới ngon, là Thành mang bao tay vào để Thành xé salad. Thay vì mình cắt nhưng mà Thành nghĩ là mình sẽ xé ra thì nó sẽ ngon hơn. Rồi ở đây thì có rất là nhiều salad, quý vị có thể là chọn salad tùy thích. Mỗi loại salad thì lại có những cái hương vị đặc trưng khác nhau. Rồi như vậy thì Thành sẽ chọn salad đây. Thành sẽ có một ít salad đây, salad bắp. Thành xé ra như thế này. Thì món ăn này thì mình phải để trong tủ lạnh. Thì lạnh thì là món ăn mình salad mình giòn thì sẽ ngon hơn. Thành xé salad ra như thế này. Đúng nào, một ít salad. Cái này mà mình ăn kiêng chắc cũng có thể là rất là bổ dưỡng với lại rất là đẹp cho dáng đúng không ạ? Đúng rồi, rất là đẹp cho dáng. Bởi vì trong rau thì là củ thì có rất là nhiều vitamin A tốt cho sức khỏe và đẹp cho dáng mà không sợ mọc nữa. Dạ, chắc rồi. Sương phải làm quá. Đúng rồi. Cái phần salad này sẽ bỏ ngay máy tủ lạnh. Lý do tại sao quý vị hỏi là salad thì bỏ ngay tủ lạnh thì có lợi ích gì? Khi làm như vậy thì món ăn của chúng ta sẽ ngon hơn, làm cho salad lạnh sẽ giòn hơn và món ăn của chúng ta sẽ ngon, sẽ hấp dẫn hơn. Bởi vậy salad thì mình nên bỏ tủ lạnh vì bởi vì đây là món ăn lạnh quý vị nhé. Như vậy là Thành đã bỏ salad trong tủ lạnh rồi, ít nhất là 15 phút quý vị nhé, cho salad thật là lạnh, thật là giòn, vị chua của chanh dây, mật ong ngọt, ít dầu ô liu béo béo trộn lại với còi sò điệp ngọt mà mềm tuyệt vời. Trứng muối bùi lắm quý vị. Thật sự những cái món này toàn là những món hảo của Tú Sương không à. Dạ, bây giờ là cho Sương xin hỏi chút xíu được không? Được, chị Tú Sương mời, mời chị Tú Sương cứ hỏi. Dạ, sẵn dịp thì Tú Sương xin được hỏi là nhà Tú Sương cũng rất là thích ăn trứng muối, mà đặc biệt là Sương. Có những lúc thì Sương chưa có biết cái cách bảo quản như thế nào. Với lại có thể nào chỉ cho Sương thêm những cái cách mà làm sao cho trứng muối được ngon và được tươi rồi mình ăn nó không có bị móc hay là nó bị hư á. Có nghĩa là bây giờ ý chị Tú Sương cùng quý vị khán giả có những cái câu hỏi về trứng muối với Đông Thành, một câu hỏi khá hay quý vị. Làm như thế nào để chúng ta bảo quản trứng muối cho thật lâu? Đặc biệt là trứng muối để nguyên quả và trứng muối chúng ta đã lột ra, đó là hai cách. Trứng muối để nguyên quả sau khi mà quý vị mua ở trong siêu thị về hoặc là ở chợ về thì quý vị lưu ý chúng ta nên rửa sạch và chúng ta lau ráo, chúng ta cho vào những cái túi. Chúng ta sẽ gói trong những tờ giấy báo và chúng ta để trong ngăn mát tủ lạnh. Giấy báo thì làm cho trứng muối không bị ẩm, thì như vậy cái trứng muối chúng ta luôn đỏ. Đó là cách trứng muối nguyên quý vị nhé. Cách trứng muối thứ hai bảo quản nữa là quý vị mua ở chợ về và quý vị đập ra, quý vị rửa và quý vị lấy cái lòng đỏ đúng không nào. Sau đó quý vị
Để ráo sau đó cho vào một ít dầu và cho vào trong một cái túi zip và cho vào cái ngăn đông. Khi nào ăn thì mình sẽ quay lại mình hấp lại, rất là tuyệt vời. Đó là cái cách mà chúng ta bảo quản trứng muối. Cảm ơn Đông Thành nhiều. Rồi, cảm ơn chị. Rồi như vậy thì bây giờ Thành sẽ làm một cái phần khá quan trọng, đó chính là pha nước sốt để trộn với salad. Dạ. À, khá quan trọng nha. Chị lưu ý nhá. Dạ. Ở đây thì Thành sẽ có nước chanh dây. Thành sẽ có 1 muỗng nè, 2 muỗng nè, 3 muỗng chanh dây nha. Yeah. Rồi, Thành sẽ có mật ong. À, đây là mật ong. À, Thành sẽ có mật ong là 2 muỗng như thế này. Yeah. 2 muỗng mật ong, 2 muỗng còn lại mật ong đây như thế này. Và Thành sẽ có 1 muỗng dầu ăn, dầu ô liu hả chị ha? Yeah. Dầu ô liu. Thành sẽ cho 1 muỗng như thế này. À, rồi, sau đó để cho tăng thêm hương vị hấp dẫn nữa thì Thành sẽ cho vào đây một chút xíu tiêu cho thơm và một chút xíu muối cho có vị mặn hả chị ha. Dạ. Rồi, như vậy thì nhờ chị trộn đều và sau đó mình cũng sẽ để cái phần nước sốt về trong lạnh luôn. Dạ, chị nghe. Rồi, trộn đều đó chị. Trong thời gian đợi chị Tú Sương quậy cho tan cái nước sốt và để trong ngăn mát tủ lạnh thì Thành sẽ sắp tiếp một số cái loại rau củ. Đây chính là hành tây quý vị. Hành tây đây là hành tây tím. Hành tây thì là rất là có nhiều loại hành tây đúng không chị? Dạ. Hành tây màu trắng nè, rồi hành tây màu tím nè, rồi là hành tây màu gì nữa chị? Dạ, hành tây hả? Hành tây màu đỏ hả? Màu đỏ nè. Dạ. Rồi như vậy thì Thành cũng sẽ sắp cái phần hành tây này ra như thế này quý vị. À, sắp mỏng ra như thế này, Thành sẽ có cái phần sắc mỏng hành tây ra, đúng nào? Dạ. Rồi, Sương xin phép Sương cất này vô tủ lạnh nha. Đúng rồi, cất vô bát tủ lạnh chị. Vâng thưa quý vị, quý vị lưu ý là khi cái phần nước sốt này chúng ta sẽ cắt vào tủ lạnh thì cả sợi lát lạnh và nước sốt lạnh thì rất là ngon và làm chúng ta ăn rất là nhiều. Rồi như vậy là Thành sắc hành tây. Và có nhiều quý vị thắc mắc là hành tây thì thường làm cay mắt, rất là dễ. Chỉ việc mình chẻ đôi cái củ hành tây ra như thế này là chị Tú Sương, sau đó mình có một cái thau nước, mình ngâm nước đá lạnh, mình ngâm, mình để khoảng 10 phút mình vớt lên. Như vậy là mình sẽ hết cay. Cảm ơn Thành. Tiếp theo thì Thành sẽ sắc ớt chuông màu vàng như thế này. Mình sắc sợi chứ ha. Yeah. Màu vàng ha, sắc sợi một ít ớt chuông màu vàng như thế này. Thành sẽ sắc sợi ra. Một ít màu vàng. Rồi Thành sẽ sắc một ít màu xanh như thế này. Bởi vì thì màu sắc càng nhiều thì món ăn của mình lại càng hấp dẫn và càng đẹp. Yeah. Một ít màu xanh như thế này. Rồi một ít màu đỏ. Một ít màu đỏ như thế này. Sắc hấp dẫn quá. Một ít màu đỏ, một ít màu vàng, một ít màu xanh, một ít màu đỏ. Mình sắc những cái sợi thật là mỏng như thế này. Rồi Thành cũng để bên cạnh như thế này luôn. Đây, như vậy là chúng ta sẽ xong rồi. Và sau đó thì cái phần còn lại chúng ta chỉ việc là áp chảo của sò điệp. Dạ. Đúng không nào? Sò điệp như thế này. Sau đó mình sẽ áp chảo. Thì đầu tiên mình sẽ mở lửa lên nè. Mở lửa lên. Và quý vị lưu ý sò điệp thì chúng ta sẽ cho một ít gia vị vào đây ướp. Thành sẽ cho vào đây một ít tiêu như thế này. Và một chút xíu muối. Quý vị lưu ý là chúng ta sẽ không ướp đường quý vị nhé. Nếu như chúng ta ướp đường chúng ta chiên rất là dễ bị cháy và bị khét. Nên chúng ta không phải ướp đường. Mình trộn đều như thế này và sau đó mình sẽ bỏ vào mình áp chảo. Áp chảo là gì? Áp và chiên thì khác nhau quý vị. Chiên là mình cho thật là nhiều dầu, mình cho cả con sò điệp vào mình chiên. Còn áp chảo là mình chỉ cho một miếng dầu dưới thôi và mình làm cho hai mặt chín và vẫn ngọt thì gọi là áp chảo quý vị nhé. Yeah. Rồi như vậy thì sò điệp cũng đã xong rồi. Như vậy thì Thành sẽ cho cái phần dầu vào để tráng chảo như thế này. Chảo nóng rồi đúng không chị? Dạ. Đây, chảo nóng mình rồi. Mình cho ít thôi. Cho ít thôi, vừa đủ thôi. Dạ. Thế này mà tráng đều lên như thế này. Mình để chảo thật là nóng và sau đó mình sẽ cho cái phần sò điệp vào. Cho cái phần sò điệp vào để mình áp chảo. Dạ. Nếu như mà còn một ít dầu trong này thì quý vị lưu ý rất là dễ văng. Hay quý vị lưu ý là chúng ta sẽ cho dầu nóng và tráng đều như thế này và chúng ta sẽ đổ cái phần dầu ra còn lại ra. Như thế này. Đó. Đây, như thế này bắt đầu chúng ta cho sò điệp vào. Lúc này Thành sẽ cho cái phần sò điệp vào. Dạ. Áp chảo nha. Đây. Rất là tuyệt vời. Rất là thơm. Và quý vị lưu ý nếu như mà sò điệp của chúng ta không được tơi hoặc là rất là dễ có mùi, nếu như quý vị để ở ngoài gió nhiều thì quý vị chỉ việc là chúng ta xay một tí gừng. Chúng ta sẽ rửa sơ qua thì sò điệp chúng ta chắc chắn sẽ tơi lại và không có mùi. Dạ. Rồi, làm món ăn của chúng ta sẽ ngon hơn. Đây, như vậy thì Thành sẽ cho vào như thế này. Và quý vị lưu ý lúc này nè quý vị, quý vị sẽ để cái phần sò điệp, cái còi ở dưới này, cái phần mặt này cho thật là vàng rồi sau đó quý vị mới trở lại. Nếu như quý vị vội chưa vàng quý vị trở lại thì làm sò điệp chúng ta mất nước và con sò điệp khô thì chắc chắn chúng ta sẽ không ngon quý vị nhé. Để thật là vàng và sau đó mình sẽ trở lại quý vị. Cảm ơn ông thầy. Cảm ơn ông thầy. Rồi. Rồi bây giờ chắc là sò điệp chúng ta thơm sắp chín rồi. Thành sẽ nhờ chị Tú Sương đi lấy cái phần salad và cái nước sốt dùng cho Thành. Dạ đi liền. Học trò nhanh nha. Dạ. Đừng để Thành đợi nha. Thầy đợi nha.
Vâng thưa quý vị, cái mùi sầu điệp rất là thơm, rất là hấp dẫn quý vị ạ. Dạ tới đây. À tới rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, rồi như vậy thì Thành đã chuẩn bị sẵn đây một cái đĩa rồi. Như vậy Thành sẽ cho salad lên, chị để qua một bên giùm Thành ạ. Dạ. À, rồi, Thành sẽ cho cái salad lên. À rất là thơm, rất là hấp dẫn như thế này. Rất là tuyệt vời. Đây. Rồi, salad cho hết cả lên đây. Dạ. À, như thế này. Đúng không nào? Rồi. Như vậy thì bắt đầu Thành sẽ xong rồi. À bây giờ Thành sẽ cho một cái phần nước sốt vào. Đúng không nào? Rồi. Bây giờ cái sầu điệp mình đã vàng rồi, như vậy thì mình sẽ tắt lửa, mình để nguội hẳn nha. Rồi, dạ. Thành tắt lửa. Rồi sau đó Thành trang trí nhẹ một tí. À Thành sẽ cho một ít lá quế chiên lên như thế này. Rồi, một ít ớt xanh, ớt đỏ rải đều ra. À, như thế này, ớt xanh, ớt đủ đỏ. Đủ sắc màu hết ha. Đủ sắc màu, rất là đẹp. Còn lại thì mình sẽ cho vào trong cái phần nước sốt. Dạ. Cho thấm cho ngon. Rồi nhờ chị quậy lên giùm ạ. Dạ. Rồi. À, rồi sau đó bắt đầu Thành chỉ việc là bây giờ Thành sẽ cho phần nước sốt lên. Rất là hấp dẫn. Rồi như vậy là Thành sẽ mang một cái bao tay vào. Thành sẽ cà cái phần trứng muối cho vào bên trên. Wow. Rồi. Thơm, rất là thơm quý vị ạ. Dạ. Sò đẹp rất là thơm. Rồi như vậy Thành sẽ lấy cái phần trứng muối. Cái mùi nước sốt cũng rất là ngon và hấp dẫn. Đây như thế này. À, lý do mà Thành mài như thế này quý vị biết không, khi như vậy thì chúng ta sẽ trộn rất là ngon. À, chúng ta sẽ rất là dễ trộn. Cái việc mà quý vị mài sẵn bỏ trong một cái chén á, thì mình trộn như vậy thì một hồi nữa thì bắt đầu cái trứng muối nó sẽ vón lại với nhau, thì làm mình trộn lên mình ăn sẽ không đều. Yeah. Rồi một trứng, hai trứng, nữa trứng muối không ạ? Thành sẽ cho thêm, yeah, thêm một phần trứng muối nữa. Rất là tuyệt vời đúng không nào? Rồi sau đó Thành sẽ chan cái phần nước sốt này lên. Đây phần nước sốt này. Cái cuối cùng mới là cái sò điệp hả Thành? Đúng rồi, cuối cùng em sẽ bỏ sò điệp lên. Rồi Thành sẽ chan cái phần này lên. Yeah. Rồi sau đó Thành sẽ cho cái phần sò điệp lên. Đây Thành cho cái phần sò điệp lên. Đây rất là hấp dẫn. Sò điệp thơm. Wow. Rất là ngọt. À, quý vị lưu ý khi mà chúng ta cho cái phần sò điệp này vào thì quý vị lưu ý là chúng ta nên để sò điệp của chúng ta nguội hẳn quý vị nhé. Nếu mà còn nóng thì sò điệp sẽ làm chín cái phần salad và sẽ không còn giòn nữa, nên cái phần này quý vị lưu ý giùm cho Đông Thành. Rồi. Yeah. Những con sò điệp rất là tuyệt vời như thế này. Rồi sau đó Thành sẽ cho cái phần bánh mì lên trên. Wow. Đây là bánh mì. Có cái độ giòn phải không ạ? Đúng rồi, cho có cái độ giòn. Yeah. Rất là hấp dẫn. Rồi như vậy thì còn phần cuối cùng đó là mình chỉ việc trang trí. Trang trí lên. Đúng rồi, trang trí một ít rau củ tím này, một ít ớt này, một ít thì là lên như thế này. Rất là tuyệt vời, rất là hấp dẫn. Rồi, như vậy là món ăn của chúng ta đã xong. Rất là bắt mắt với lại rất là đẹp mắt đúng không ạ? Mà Sương thấy rất là hấp dẫn. Cái món này không những người lớn thích ăn, mà Sương nghĩ chắc những đứa con hoặc là những em nhỏ cũng rất là thích ăn và bổ dưỡng. Đông Thành ơi, thật sự thì Sương rất cảm ơn chương trình này và rất cảm ơn Đông Thành đã chỉ dẫn cho Sương và tất cả quý vị khán giả nơi đây học hỏi thôi thêm được món mới. Và Sương sẽ về chắc có lẽ là làm liền cho con với là gia đình ăn mới được. Và kính thưa quý vị khán giả kính mến, như vậy là thời lượng chương trình của chúng tôi đã hết. Mọi thứ từ đóng góp xin mời quý vị hãy gửi đến email sổ tay nội trợ tuổitrẻviet@gmail.com hoặc Trung tâm sản xuất phim truyền hình Tuổi Trẻ Việt, 286/2B đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ Đông Thành, Tú Sương xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Nấu ăn luôn là cách để gia đình thêm gắn kết và yêu thương nhau hơn sau những bộn bề của cuộc sống. Vì vậy, bây giờ các bạn hãy cùng sổ tay nồi chờ thực hiện lại món salad sò điệp và trứng muối vô cùng thơm ngon và mới lạ này nhé. Trước tiên là cho các loại rau vào ngăn mát tủ lạnh để món salad được giòn và hấp dẫn hơn. Bước tiếp theo là làm nước sốt với 3 muỗng chanh dây, 2 muỗng mật ong, 1 muỗng dầu ô liu, 1 chút vị cay của tiêu và 1 chút vị mặn mà của muối. Rồi sau đó là cho vào ngăn mát tủ lạnh luôn nhé. Tiếp đến là ướp sò điệp với 1 chút tiêu, 1 chút muối. Sau đó thì cho lên bếp và áp chảo. Còn bây giờ thì lấy các loại rau, nước sốt từ ngăn mát tủ lạnh ra và thực hiện bước tiếp theo nữa nhé. Tranh thủ trộn xà lách với một ít lá quế đã chiên giòn, cùng với ốc chuông đã cắt sợi, hành tây tím đã thái mỏng và trứng muối cài nhuyễn. Một nguyên liệu chính góp phần cho món ăn thêm đậm đà hương vị. Sau cùng là chan nước sốt vào và đặt những miếng sò điệp thơm ngon lên trên bề mặt dĩa. Để thêm vị giòn cho món ăn thì cho vào một ít bánh mì cắt hạt lựu đã chiên giòn. Cuối cùng là trang trí món ăn cho thật bắt mắt và hấp dẫn nữa nhé.
Chúc quý vị thành công với món salad xoài đẹp và trứng muối.